Gentlemen, đây là một siêu phẩm điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra. Nhưng mà em sẽ không còn là siêu phẩm nữa sau khi mà mấy ông xem hết video này. Tại sao vậy ta? Cứ từ từ bình tĩnh mà đoán. Còn bây giờ vào video để điểm sơ qua những cái điểm nổi bật của em S23 Ultra này nha. Minh Tuấn Mobile, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Đầu tiên là về thiết kế đi ha, tôi cực kỳ là ấn tượng với lại thiết kế ngoại hình cũng như là màu sắc của em S23 Ultra này luôn. Cầm trên tay á là đã thấy nặng rồi. Vừa thấy nặng về tiền mà vừa thấy nặng về trọng lượng thực tế luôn. Em này nặng tầm 234g. Mới dùng á thì cầm hơi nặng tay, nhưng mà với chất lượng này thì nặng thêm tí xíu cũng không có nhầm nhò gì. Các cạnh vát vuông nè, và được Samsung bo tròn cái góc, nhìn vừa mạnh mẽ vừa có điểm nhấn, kiểu như là trong cương có nhu rồi đó. Còn về chất lượng như thế nào thì nhìn mặt lưng của em đó đi. Mặt lưng làm từ nhôm, nhám nhám, mịn mịn, không bám vân tay, sờ thì đã, nhưng mà cũng hơi ráng nha. Mẻ một miếng là không có tiền đền đâu. Kích thước máy như tôi nói ở đầu video là khá to nhưng mà mỏng đẹp lắm nha. Độ dày chỉ có 8.9mm thôi. Cá nhân tôi thấy thì em điện thoại này sẽ phù hợp với những anh em tay to. Còn nếu như những bạn nữ mà cá tính vai tổng tài rồi đó thì cũng hợp luôn. Xích lên một chút xíu thì sẽ là cụm camera của S23 Ultra. Camera của S23 Ultra gồm có 4 camera nha quý vị. Bao gồm một camera wide 200MP, một camera periscope 10MP, một camera tele 10MP và cuối cùng là một camera ultra wide 12MP. Quá là nổi tiếng với cái danh zoom trăng rồi. Chắc là tôi cũng không phải test nhiều về zoom trăng của em nó đâu ha. Tôi sẽ tranh thủ nói về chất lượng ảnh mà em S23 Ultra này mang lại đi. Cái này á, anh em hay là chị em đều sẽ quan tâm hơn nhiều. Cái chất ảnh mà S23 Ultra đem lại cho tôi á, là một cái trải nghiệm rất là đã. Tại vì chụp tấm nào là ăn liền tấm đó. Ai cũng khen đẹp hết, hỏi sao không đã. Đã thì cũng có đã dis, đã đát. Cho nên á, bây giờ sẽ nói về chất lượng ảnh chụp nha. Màu da, màu tóc, ánh nắng được cân bằng rất là hài hòa. Tôi không biết phải diễn tả sao cho mọi người cảm được hết cái sự đẹp của em nó luôn. Thôi thì để ảnh ở đây cho mọi người xem chung nha. Từ chụp ở nơi đủ nắng nè, hay là chụp ban đêm á, thì chủ thể vẫn luôn nổi bật. Ảnh chụp zoom 2x, 5x hay thậm chí là zoom 10x thì nó vẫn rõ mồn một hay thật sự luôn. Không chỉ cụm camera đồ sộ ở sau làm tốt nhiệm vụ của mình mà cả camera selfie cũng đỉnh nốt luôn. Thiết kế đục lỗ khá là quen thuộc rồi ha. Màu sắc khi mà chụp á không bị đẩy lên quá cao so với bình thường như là MG Flip 5. Chụp bằng S23 Ultra nó real hơn nhiều. Và màn hình em này cũng là một điểm cộng lớn. Cầm sử dụng giống như là cầm mỗi cái màn hình thôi vậy đó. Màn hình được làm tràn viền mà viền màn hình nó lại mỏng nữa, nên là sử dụng cái màn hình này của S23 Ultra nó đã lắm luôn. Kích thước là 6.8 inch, một kích thước to nè, rộng rãi giúp cho thao tác lướt cuộn dễ dàng và trơn tru, cộng thêm tấm nền Dynamic AMOLED 2X nè, 120Hz thì tôi không có điểm nào để chê hết, hầu như độ trễ là không, xài cực kỳ sướng luôn. Xem phim hay là xem YouTube trên em này á thì thôi khỏi phải chê. Những cái điểm đen trong video được thể hiện khá tốt, đem lại chiều sâu cho video mà mấy ông đang xem, đặc biệt là trên những cái nội dung phim hành động các thứ á. Lướt xem reel nội dung khung 9:16 cũng ok phết luôn, không gặp tình trạng đứng máy khẩn máy hay gì hết. Được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 2, bản cập nhật Android 13 và hiện tại bản mới nhất là 14, One UI 6 nữa. Em này có một cái hiệu năng cực kỳ mạnh luôn. Cân được mấy cái tựa game đồ họa cao như là Genshin Impact nè, PUBG Mobile, Liên Quân vân vân. Chơi mượt mà, hiện tượng nóng lên thì cũng ít lắm. Và đặc biệt là em này load game cũng nhanh nữa, không phải đợi chờ mò mỏ mới được vào một trận game. Nên là tôi khá là ấn tượng luôn á. Lúc chơi đến những cái đoạn sử dụng chiêu có nhiều đồ họa thì em vẫn load mượt như xinh xìu. Về pin của S23 Ultra cũng có nâng cấp luôn. Sở hữu dung lượng pin là 5000mAh. Tôi có sử dụng liên tục mạng xã hội nè, chụp hình, chơi game thì em này on screen được cả 7 tiếng. Trời, tôi thấy như vậy là ngon phết luôn á. Cân tất cả các tác vụ trong một ngày. Nếu như mà có tiền thì tôi cũng múc liền một em. Còn mấy ông thấy sao về em Samsung Galaxy S23 Ultra này? Đừng quên để lại comment tôi biết nha. Và nhớ like, share và subscribe cho Minh Tuấn Mobile. Tôi là Yud. Bye bye.